cẩm vàng. Vành 300 dài 3m3. Giá của nó anh em siêu mỏng. Anh em ơi, tim nhỏ nhé, tim một chiều thôi, không nhỏ đâu nhưng mà nó một chiều. Đây, đầu bên này nó cùng chiều luôn, cùng hướng luôn. Rất là dễ tính. Khúc này thì cho ra được mặt từ 70 đến hơn 1m anh em nhé. Nhưng mà tuy nhiên khi sạc về thì khả năng nó chỉ còn được tầm 90 thôi. Bây giờ thì nó vẫn còn đang hơi xéo nha anh em mình nhé. Đầu bên kia nó cũng xéo kìa. Giờ xoay lại một tí nữa, chỉ cần xoay sơ lại một tí nữa là tim phẳng lừ luôn. Đối với cái gỗ mà phần tim của nó đều nhau như thế này anh em mình nhé, thì sẽ cân theo tim, tức là đi theo cái chiều tim này và tính gỗ đi lên thôi anh em ạ. Nên 7 phân đầu trước kia thì tính ra thì khi mà lên đầu bên này thì nó dìm xuống, thì đầu bên kia chỉ cần lên khoảng 3 phân rưỡi 4 phân thôi là ok. Thì nữa ok luôn. Đây thì nó hơi xéo một vừa luôn này. Thì vậy là vừa, nó chênh nhau một chút. Được rồi đấy, được rồi. Chênh nhau một chút rồi. Đi chỗ tay rồi. Đừng có nghỉ nhá. Trong bữa 84 à. 74. 74. Bên này chỉ 72 thôi. Thấy chưa? Phải nhấc. Đứng dồn lên. Thôi ra kia đi, không tí nó tăng cưa nữa. Nói làm mà tưởng thư ký mà lại chỉ phút phút ấy à? Cho nên mẹ ba cái thượng. Quay chứ, cho nên trang nhất luôn đi chứ đùa. Đút vào mà không nhổ ra được à? Đút vào vào. Đừng. Chắc là sưng, à bị xét. Bước đầu. Thầy vòi phấn đầu tiên đây à? 10 đấy, mạch 10 đấy. Cơm em. Đóng cầu dao. Ta đây gì bà chị đã? Ta đây gì bà chị đâu? Cái chỉ đen là chỉ rác thôi ông ạ. À. Nó là chỉ đỏ mà. Chỉ đỏ mà.
hé nọ một tí Vân. Nói chung là nhìn cũng khá giống với lại Vân của thằng Ba Chi. Phần mặt cưa thì nó là màu vàng ấy. Cưa màu vàng thì chất lượng. Vương Vương ơi, làm sao cái chỗ này nó đọng nước luôn vậy Vương? Ôi, nói chung vậy cũng được rồi. Vương nó cho lượn vài đường nữa là Vân nó đẹp ngay mà. Vương nhá. Ôi trời, cũng được ạ. Cái này 70 mặt đây, tới đây là 70 rồi anh em mình nhá. Xẻ giày 12 tiếp ạ. Tấm kia sẽ giày 10. Anh em wow ít thôi nhá. Wow. Ôi em rồi anh em mình ơi, này nó đâu có dính đâu. Tấm này, tấm kia em rồi nhá. Tấm 12 em rồi, anh em nào thích bộ đôi thì anh em mình kết nối cho em. Để về xưởng đi. Để về xưởng anh em mình sẽ em sẽ rải ra để anh em mình xem nó kỹ hơn. Đó, hai miếng này là đi vào bộ đôi được này. Rồi. 97. 97 là cái mặt tiền của tấm kia anh em nhé. Vương này, Vương ơi. Rồi anh chỉnh này để em quay phát một tiếng. Anh qua bên này này. Qua bên này phát quay. Bác nào thích bộ đôi thì nó vẫn nên được bộ đôi mà. Mình cứ tư vấn thôi. Nhớ một phát là anh bơm luôn nhá. Bơm nào. Đóng kiểu gì mà đóng vào gỗ không vậy? Nối. Ngắn quá nó bị vướng kia đấy rút được. Đẹp rồi, đẹp rồi anh em ơi, đẹp rồi. Tắt đây. Xì đen luôn, xì đen luôn. Rớt không? Đấy, phần đầu đây, đầu ơi đẹp luôn anh em mình này. Trời ơi Vân cầm vàng. Giày 12 ạ. Giày 12. Mặt của nó được 97, mặt dưới mặt tiền của nó được 97 anh em mình nhá. Mặt tiền của nó sẽ là mặt dưới á. Được 97. Còn đây mới là mặt trên, mặt dưới. Em sẽ lật ngược lên, mặt này sẽ xuống dưới này. Đừng có rớt cái tấm này xuống nhá. Rớt một phát à. Thấy cảnh luôn đấy. Không phải nằm. Đâu phải ngồi. Đâu phải ngồi nè. Ok anh em mình ơi, xong rồi, về xưởng. Anh em mình cùng theo dõi nhá. Về xưởng xem nào, hàng hóa như thế nào. Rải ra review từng tấm luôn.